Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 58, là muội ấy thì không sao cả. Dự Vương bị rung động bởi nụ cười của nàng, vội vàng lấy lại bình tĩnh, đầu tiên hắn chào hỏi Hạ Thiệu Đình đang lặng lẽ đứng ở một bên, sau đó mới cười với Hứa Quân Dao và nói: Nhiều ngày không gặp, Quân Dao muội muội đang định về phủ à? Đúng vậy, đang định đi về. Đường Quân giao cười dịu dàng trả lời, nghe hắn nói vậy nàng mới nhớ ra mình đã rất lâu không gặp hắn. Sau đó, nhớ lại việc mình đã từng muốn bồi dưỡng tình cảm Thanh Mai trúc mã với hắn nhằm mưu đồ kế hoạch cho môi vị nguyên phối hoàng hậu trong tương lai, nhớ đến đây nàng không nhịn được bật cười. Từ đó đến nay, kế hoạch này coi như đã hoàn toàn bỏ đi hoặc có thể nói rằng kế hoạch này chưa từng được thực hiện. Đối với người kiên định, không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu như nàng mà nói, hành động bỏ giờ giữa chừng như vậy thật sự không hợp với tính cách của nàng. Nàng nghĩ, có lẽ đời này nàng thật sự đã bị vại mật của đường phủ ăn mòn trí tiến thủ mất bị rồi. Nhưng mà, cảm giác có vẻ như cũng không quá tệ. Hạ thiệu đình hướng dự vương chắp tay hành lễ vì thần còn có công vụ phải làm xin cáo lui trước mời tướng quân cứ tự nhiên hạ thiệu đình khom mình hành lễ xong đang định quay người rời đi nhưng phát hiện ra ống tay áo lại bị người nọ níu chặt hắn nghiêng đầu nhìn thì thấy một gương mặt hờn rỗi huynh cứ thế mà đi à hạ thiệu đình ngẩn ra lập tức nhớ đến câu nói lúc nãy của nàng kiên nhẫn nói để ta bảo phạm quảng hộ tống muội về nhưng đường quân giao đang nhận cơ hội làm nũng với hắn, sao có thể để thân vệ của hắn đưa mình về được? Nghe vậy nàng cười ngọt ngào, trông vừa ngoan ngoãn lại thêm phần quan tâm. Hắn là người có năng lực nhất bên cạnh huynh, vẫn nên để hắn đi theo huynh mới tốt, muội có hổ vệ do phụ thân phái tới là được rồi. Không sao, ta dẫn theo Tào Thắng là được. Hạ Thiệu Đình thấp giọng nói. Phạm Quảng và Tào Thắng đều là thị vệ bên cạnh hắn, mấy năm nay luôn cùng hắn vào sinh ra tử, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Đường quân giao vẫn khăng khăng không chịu, làm nũng đi vào nũng về, nhưng vẫn phải hiểu rõ chừng mực, không thể làm nhỡ chuyện của hắn. Hơn nữa, nàng cũng chỉ tiện mồm nói vậy mà hắn đã không chốt do dự phái người đắc lực nhất bên cạnh mình cho nàng, tấm lòng này của hắn đã khiến cho lòng nàng căng phồng vì vui sướng. Nếu giao giao muội muội không ngại, chi bằng để bản vương đưa muội về. Dự vương chợt nói. Hứa quân giao liếc nhìn ngôn vũ đang thu mình ở một bên mà không nói lời nào. Đoạn nàng cười rồi khéo léo từ chối y tốt của hắn. Ngôn vũ bị nàng nhìn thì giật bắn mình, theo bản năng nở một nụ cười lấy lòng nàng. Dự vương cũng không kiên trì thêm mà chỉ lờ đánh dõi theo bóng dáng dần dần đi xa của nàng. Mỗi lần gặp nàng, trong lòng hắn tự nhiên sẽ sinh ra một loại cảm giác muốn gần gũi với nàng, nhưng mà trong loại cảm giác này còn mang theo nỗi chua xót nói không nên lời, khiến hắn luôn lấy làm bối rồi. Đường quân giao cố ý rớt lại phía sau hạ thiệu đình, nàng trông theo nam tử cao lớn rắn giỏi chỉ cách mình một bước, đôi môi nhếch lên để lộ cái lúng đồng tiền tinh nghịch. Trong lòng nàng cảm thán, chỉ trong nháy mắt, chàng thiếu niên nhỏ bé gầy yếu, khắp mình toàn gai, đôi mắt tràn ngập cảnh giác và phòng bị đã trở thành một nam nhi xuất chúng đỉnh thiên lập địa. Chắc nàng cũng được coi là người chứng kiến sự trưởng thành của hắn chứ nhỉ. Ánh mắt phía sau quá mức nóng bỏng, bước chân của hạ thiệu đình bất giác đi chậm hơn, cuối cùng không thể nhịn được mà dừng lại, quay người và nói với vẻ mặt bất lực. Không phải muội nói ta đưa muội về sao? Thế sao không đi nhanh một chút? Nguyễn Kiều xuất cung đã đợi ở phía trước rồi. Ánh mắt đường quân giao sáng lấp lánh, Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi, "Huynh muốn đưa ta về sao? Chẳng phải huynh nói còn có công vụ phải làm ư? Liệu có ảnh hưởng tới công việc của huynh không?" "Không sao cả, đưa muội về cũng chỉ là thuận đường thôi, không nhớ việc được đâu." Hạ Thiệu Đình bị lây bởi nụ cười không chút che giấu của nàng nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, khẽ cười nói, "Như vậy thì tốt, đúng rồi, lần trước huynh tới phủ, đúng lúc Tam ca có việc phải ra ngoài." Sau khi quay về biết tin huynh tới, chỉ biết đấm ngực dậm chân và nói rằng đã để lỡ mất cơ hội quý báu được làm quen với thiếu niên đại tướng quân. Huynh có nhớ tam ca của muội không? Chính là nhi tử của nhị bá phù và nhị bá mẫu, nhũ danh là miễn ca, chính là cái người hồi nhỏ lúc nào cũng thích cài hoa lên tóc muội ý. Giọng nói nhỏ nhẹ và lanh lành của tiểu cô nương vang lên khắp trốn, khóe miệng hạ thiệu đình bất giác cong lên. Nhớ chứ, hồi còn nhỏ hắn thích nhất là dẫn muội đi chơi còn tặng muội rất nhiều món quà xinh xắn khoảng thời gian sống ở huyện nha an bình luôn khắc sâu trong tâm trí hắn những năm qua hắn chưa từng quên dù chỉ là một chút đường quân giao cong môi huynh ấy nào có thích đưa muội đi chơi rõ ràng huynh ấy chỉ lấy muội ra làm trò cười thứ gì cũng cắm lên đầu người ta xấu chết đi được Hạ Thiệu Đình cũng không nhịn được mà nhớ đến một cảnh tượng miễn ca cố chấp cắm bông hoa đỏ chót lên đầu nàng năm đó, nụ cười càng thêm sâu. Huynh còn cười à? Hồi nhỏ Huynh chỉ thích đứng một bên hóng chuyện thôi, cũng chẳng chịu giúp muội, bây giờ nhớ lại vẫn cười được à? Đường quân giao giận dữ liếc hắn một cái. Là lỗi của ta. Hạ Thiệu Đình khép miệng giả vờ ho một tiếng, cố gắng đè nén ý cười thấy trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, đường quân giao biết mình đã tìm đúng đề tài để nói, giọng điệu vừa nhẹ nhàng nũng nịu vừa phàn nàn. Khi đó huynh lúc nào cũng đề phòng muội như kẻ xấu, lúc nào cũng chỉ chơi với ca ca, vừa thấy người ta là lặn mất dạng. Hạ thiệu đình không nhịn nổi mà khẽ cười ra tiếng, xong cũng không hề nói cho nàng biết lý do thật sự khiến hồi bé hắn phải đề phòng nàng, chỉ tiếp tục cười và tốt tính nhận lỗi. Xin lỗi, là lỗi của ta đường quân giao bị nụ cười của hắn làm cho giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy nụ cười thực sự của hắn sau khi hắn lớn lên. Vốn đã tuân tú, lúc cười lên chẳng khác gì ánh nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy từ tính như đang văng vẳng bên tai nàng. Tai nàng dường như hơi ngơ ngứa đoạn nhịn không được bèn đưa tay lên rùi. Hai người vừa đi vừa nói cười được một đoạn, đã thấy nội vệ trong cung khiêng Nguyễn Kiệu đến, đường quân giao ngồi vào Nguyễn Kiệu khi buông mảnh kiệu xuống còn nhìn về phía hạ thiệu đình đang đứng một bên bảo vệ nụ cười trên mặt hắn không biết đã tắt từ lúc nào nay đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày quả nhiên vẫn là đại tướng quân ngạo mạn xa cách tựa như chẳng quan tâm đến cái gì nàng rủ mắt hạ mảnh kiệu xuống để cho tấm mảnh hoàn toàn che khuất bóng dáng kia ra khỏi cửa cung hạ thiệu đình cưỡi tuấn mã bảo vệ xe ngựa của đường phù Lúc này, đường quân giao ở trong xe với sắc mặt lạnh lùng, nhìn ngôn vũ đang rụt cổ lại, trong lòng trực tiếp chất vấn, có phải gần đây ngươi lại đi tìm dự vương không? Có phải lại mơ thấy cảnh tượng gì không? Ngôn vũ thấy nàng vừa đoán đã trúng, trột dạ đến nỗi ánh mắt nhìn loạn khắp nơi, vẫn không dám đối mặt với nàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta ta, ta nghe không hiểu. Nàng ta ra vẻ mơ hồ đường quân giao cười lạnh, còn học được cả cách nói dối cơ à? quả thật khó lường. môn vũ càng trột giả, trong lòng cũng biết mình không giấu nổi nàng, ủ rũ nói: người nói không sai, ta lại mơ thấy rất nhiều cảnh tượng, cũng nhiều lần tới phủ dự vương. nhưng mà ta không cố ý giấu ngươi đâu, ta chỉ sợ ngươi sẽ tức giận. đường quân giao tức giận trợn mắt với nàng ta, ngươi tưởng giấu ta, thì ta sẽ không tức giận ư? đúng là ngu không ai bằng. Nàng cố gắng nén xuống cơn giận dữ trong lòng, hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp, về sau ngươi lại mơ thấy cảnh tượng gì? Cũng chẳng có cảnh tượng gì ghê gớm, ta thấy dự vương tặng rất nhiều trang sức đẹp đẽ cho ta, thỉnh thoảng còn cùng ta đi ngắm hoa, đánh cờ gì gì đó, đúng rồi đúng rồi, có người ước hiếp ta, hắn còn giúp ta bắt nạt lại người đó. Ngôn vũ cẩn thận nhớ lại cảnh tượng mà nàng ta mơ thấy, giọng điệu mơ hồ lúc đầu dần dần trở thành mong mỏi. Vậy có phải ngươi muốn đến bên cạnh dự vương không? Đường quân giao bình tĩnh hỏi. Ngôn vũ hết hồn, cuống cuồng ôm chặt lấy cánh tay của nàng, ra vẻ đáng thương. Không phải, ta không có ý này, nếu ngươi không thích, sau này ta sẽ không đi nữa, giao giao đừng tức giận mà, đừng đuổi ta đi mà. Mặt đường quân giao không chút thay đổi, để mặc cho nàng ta ôm cánh tay mình càng ngày càng chặt. Thản nhiên hỏi. Để ta hỏi ngươi, làm sao ngươi dám khẳng định nữ tử trong mơ chính là bản thân ngươi? Là bởi vì nàng ta giống y hệt ngươi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ngôn Vũ khó hiểu hỏi lại. Giống y hệt luôn, chẳng lẽ không phải cùng một người sao? Hứa Quân Dao kéo từng chút một đôi tay đang ôm mình của nàng ta, thong thả nói. Chỉ dựa vào những cảnh tượng không phân biệt được thật giả mà ngươi đã khẳng định người trong mơ là người rồi sao? A à, Vũ, ngươi quả thực quá mức phiến diện rồi đấy. Dung mạo của con người có thể thay đổi, chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài, ngươi hoàn toàn không có lý do chính đáng để chứng minh rằng người đó là ngươi. Môn Vũ sừng sốt trước lời nói của nàng, hơn nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. A à, Vũ, ngươi tạm thời nghĩ kỹ lại đi. Nữ tử trong giấc mơ của ngươi rốt cuộc có phải là ngươi không? Ngươi phải biết rằng dung mạo của con người có thể thay đổi được, nhưng một số thói quen hành động theo tiềm thức thì không thể thay đổi được. Môn Vũ càng cảm thấy ngỡ ngàng, trong lòng đột nhiên có cảm giác gì đó, mắt nàng ta đột nhiên mở to. Đúng rồi, thói quen, một số thói quen hành động theo tiềm thức, nữ tử trong mộng có vẻ ngoài giống y hệt mình quả thật có ví dụ như trong khi xấu hổ hay mất tự nhiên nàng sẽ gãi mặt nhưng mà nhưng mà nàng ta bỗng quay mặt lại khuôn mặt khiếp sợ nhìn vẻ mặt trước sau bình tĩnh như một của hứa quân giao thói quen gãi mặt đấy rõ ràng giống hệt với dao dao đúng là đúng là dao dao cũng có vẻ ngoài y hệt như thế nàng ta cảm thấy đầu óc rối bời chẳng nhớ nổi cái gì nữa đường quân dao cười cũng không hề thúc dục nàng ta. Bỗng nhiên, bên ngoài xe ngựa truyền vào tiếng kèn tiếng, tiếng chiêng của nhạc hỉ, xen lẫn tiếng người thi nhau chúc mừng. Nàng hiếu kỳ vén rèm lên, thấy cách đó không xa là phủ trấn viễn tướng quân, còn Đỗ Thành Trung đang mặt mày hăm hở đi từ trong cửa cổng ra, đích thân ra đón nam tử trung niên mặc hoa phục đi vào. Đình ca, phủ trấn viễn tướng quân đằng trước đang đón dâu à? Nàng tò mò hỏi. Hạ thiệu đình thu hồi ánh mắt, cố gắng kìm nén sự tức giận cùng nỗi thất vọng sâu sắc trong lòng. Không phải đón dâu đâu, là chấn viễn tướng quân nạp thiếp. Nạp thiếp? Nạp thiếp mà còn làm rầm rộ vậy sao? Vẻ mặt đường quân giao tràn đầy ngạc nhiên. Hạ thiệu đình rơi vào trầm tư khi nhìn thấy vẻ âm trầm của phùng duy lượng đứng cách độ trung thành không xa chẳng lẽ đỗ tướng quân đang đón ngoại thất vừa sinh hạ nhi tử cho hắn vào phủ ư? Vị phu nhân kia cũng có bản lĩnh đấy, nàng ta thực sự có thể khiến cho đỗ tướng quân quang minh chính đạc đón nàng ta vào phủ, nhi tử do ngoại thất sinh có thể đường đường chính chính thành con vợ kế. Nàng cảm thấy có chút vô vị, đang định buông rèm xuống thì lại phát hiện ra vẻ mặt phức tạp của hạ thiệu đình, nàng vừa nghi ngờ vừa lấy làm khó hiểu. Đình ca làm sao vậy? Trong đỗ phủ, vùng duy lượng liếc nhìn, đệ đệ, đang được hạ nhân ẵm trong lòng với ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng sợ bị người phát hiện ra lại vội vàng di rời tầm mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười. Nhưng khi nghe thấy tiếng khách khưa nói, chúc mừng tướng quân cuối cùng cũng có người kế nghiệp vang lên bên tai, hai tay trong tay áo hắn càng nắm chặt hơn. Đó tuyệt đối không phải nhi từ của phụ thân, chẳng qua hiện giờ hắn vẫn không tìm được chứng cứ, cứ đợi hắn tìm được chứng cứ đi. Vân Thị lạnh lùng nhận lấy món quà từ lăng tương, nàng nhìn bộ đồ màu hồng phấn hôm nay nàng ta mặc, rồi lại nghe nàng ta gọi một tiếng gọi, tỉ tỉ, bao hàm vẻ đắc ý làm tim Vân Thị giống như bị kim đâm trúng. Nàng chưa bao nghĩ đến, phu quân mà nàng cho rằng cả đời cũng sẽ không phản bội mình, đã có ngoại thất ở bên ngoài từ lâu, còn cùng ngoại thất sinh nhi tử, tất cả mọi người đều biết, nhưng lại cố tình giấu giếm nàng, để nàng luôn tự cho rằng mình đang sống trong hạnh phúc mỹ mãn. Tỷ tỷ, ngươi cũng xứng. Đỗ hạnh thường bỗng bước tới, tát một cái thật mạnh, đồng thời đẩy lăng tương đang vái chào, khiến cho nàng ta không hề phòng bị nên ngã xoài ra đất. Sau đó nàng ta nhìn Đỗ Thành Trung đang ở bên cạnh bằng ánh mắt tủi thân. Đỗ Thành Trung nghiêm mặt dạy bảo nữ nhi. Thường nhi, không được vô lễ. Cha, nàng ta chính là họa gia tinh, sao, sao người có thể vì một con tiện nhân mà phản bội chúng ta, khuôn mặt thanh tú của đỗ hạnh thường bỏ bừng, trong mắt tràn ngập lửa hận, cơ thể run nhẹ nhẹ vì căm phẫn. Sao, yêu tinh gây hỏa cho gia đình? Nàng không dám tin phụ thân lại thật sự đón hai mẫu tử kia vào phủ, người phụ nữ kia rõ ràng không an phận thủ thường, nàng ta đã cố tình xuất hiện trước mặt mình, cố ý để nhi tử của nàng ta gọi mình là tỷ tỷ, để người người đều biết sự tồn tại của các nàng. Đỗ hạnh thường. Đây là tu dưỡng của con hả? Mở miệng ra toàn nói lời nói hung ác, con với người đàn bà tranh chua trên phố có gì khác nhau? Thấy nữ nhi trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay lại làm mình xấu mặt trước đám đông, đỗ thành trung tức giận, lớn tiếng quát. Người cha luôn yêu thương mình nhất lại vì một con tiện nhân mà mắng mình, đỗ hạnh thường vừa thất vọng vừa đau lòng, nàng ta dậm chân một cái, bật khóc rồi kêu con hận người, đoạn xoay người chạy đi. Vân Thị xoắn thật chặt chiếc khăn trong tay, nàng không hề bỏ lỡ vẻ đắc ý trên khuôn mặt của lăng tương khi nàng ta thấy Đỗ Thành Trung trách mắng nữ nhi. Nàng lại nhìn vẻ mặt giận dữ của trượng phu, lúc này nàng chỉ cảm thấy nam nhân cùng mình đồng sàng cộng trầm mười mấy năm nay sao nhìn trông xa lại đến thế. Hắn thật sự là vị phu quân đối với nàng thiên y bách thuận, sao, một lòng một dạ sao? là vị phu quân chỉ vì một câu nói của mình mà đuổi hết cơ thiếp trong phủ ư? Là vị phu quân đối xử với lượng ca như con ruột sao? Sao, thuận theo? Cơ thể nàng khẽ run lên, móng tay bấm sâu vào bàn tao, nhưng nàng lại không hề cảm nhận được đau đớn. Ngày đó vì mẫu tử lăng thị mà bọn họ đã nhau to, câu nói kia của Đỗ Thành Trung giờ giờ khắc khắc vang vẳng bên tai nàng. Ta nuôi nhi tử của nàng và nam nhân khác suốt mười mấy năm trời, lẽ nào nàng không thể chấp nhận đứa con của ta sao? Không phải, hóa ra hắn vẫn luôn đề bụng, đề bụng lượng ca là con của nàng và nam nhân khác sinh ra, đề bụng việc nàng không thể sinh nhi tử vì hắn. Và vì hắn đã nhẫn nhịn mười mấy năm cho nên cuối cùng quyết định không nhẫn nhịn thêm nữa, vì vậy bây giờ mới có sự xuất hiện của mẫu tử lăng tương. Đỗ Thành trung ngực phập phồng, cơn giận trên mặt vẫn chưa tiêu tan. Chỉ cần nhớ lại câu nói, "Con hận người", của nữ nhi, lúc nãy là lửa giận trong lòng hắn lại bốc lên. Đoạn thời gian này vì để mẫu tử lăng tương vào phù mà hắn đã phải chịu đựng rất nhiều áp lực, phu nhân mà hắn dành tình cảm chân thành nhất đời này, nữ nhi mà hắn yêu thương như châu báu, từng người từng người cãi nhau với hắn, dù cho hắn đã cam đoan sẽ không có bất kỳ người nào có thể làm lung lay vị trí của các nàng trong lòng hắn nhưng các nàng lại giống như không nghe thấy, không ngừng khóc lóc làm ầm. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã vô cùng oán hận Vân Thị đã không hiểu cho hắn, không hiểu cho hắn đã phải chịu đựng biết bao áp lực trong nhiều năm như vậy, chỉ vì dưới gối không có nhi tử mà hắn đã phải chịu đựng bao lời chế nhạo, nhưng vì yêu nàng, hắn đều lặng lẽ chịu đựng tất cả. Nhưng bây giờ hắn đã ngoài 40, để truyền thừa hương hòa cùng huyết mạch của Đỗ Thị mà hắn nạp một thiếp thất như vậy mà cũng không có được sự cảm thông của nàng. Phụ thân, hôm nay là ngày lăng di nương và đệ đệ vào phủ, người chớ tức giận làm hại cơ thể. Chẳng qua muội muội chỉ lo lắng sau khi phụ thân có đệ đệ sẽ không yêu thương con bé nữa, nên con bé mới tạm thời không chấp nhận nổi mà buộc miệng nói ra những lời như vậy. Đợi con bé nghĩ thông suốt rồi sẽ ổn cả thôi. Phùng Duy Lượng che giấu sự âm hiểm trên mặt mình rồi tiến lên nói với giọng quan tâm. Được con riêng khuyên dài như vậy, Đỗ Thành Trung mới thấy lửa giận trong lòng vơi đi một chút, đoạn vỗ vai hắn đầy tán thưởng, vui mừng nói. Mấy ngày nay may mà có con. Nếu không phải con riêng hiểu rõ đạo nghĩa, giúp hắn khuyên bảo an ủi phu nhân và nữ nhi thì không biết hai người đó còn ẩm ý tới lúc nào, cũng không biết bao giờ mẫu tử lăng tương mới có thể vào cửa. Ngừng một lát lại nói. Trong lòng phụ thân, còn mãi mãi là nhi tử mà ta coi trọng nhất, là đại công tử của phủ tướng quân. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Trên mặt Phùng Duy Lượng nở nụ cười, nhưng đáy mắt lại không cười. Trong lòng của con phụ thân cũng mãi mãi là phụ thân, phủ tướng quân cũng mãi mãi là nhà của con. Nhi tử coi trọng nhất. Thật sự tưởng hắn là đứa trẻ vô tri ư? Phụ thân đặt tên cho tên nhiệt trùng ấy đã đủ để tỏ rõ địa vị của hắn trong lòng người. Đỗ tổ vọng, đỗ tổ vọng, có phải người vẫn hy vọng con đàn bà ti tiện kia sẽ sinh thêm cho người một đỗ tôn vọng không? Đáng tiếc, chuyện đó là điều không thể, cả đời này đều không thể. Hắn ta liếc thoáng qua khuôn mặt e thẹn của lăng tương, sát khí trên mặt lóe lên rồi thôi. Tạm thời để ngươi và nghiệt trùng của ngươi hả hê một thời gian, đợi ta tìm được chứng cứ nhất định sẽ hoàn trả gấp đôi những hiếp bức mà ta đã phải chịu vì mẫu tử các ngươi. Đêm trong sao thưa, Hạ Thiệu Đình ngồi tựa vào cửa sổ, tự rót tự uống. Có lẽ do rằng có tâm sự nên khi rượu đến chỗ sâu hắn đã ngà ngà say. Những lời điền thị từng nói vào đêm tôn trạch huyện An Bình xảy ra hòa họa lại văng vẳng bên tay hắn. Để chứng minh tình thâm nghĩa trọng của mình với Vân Thị, Đỗ Thành Trung đã cho người chút thuốc phá thai cho ba vị nữ tử đã mang thai với hắn. Thuốc đó rất khủng khiếp. Dẫu phụ nữ mạnh khỏe còn không thể chịu đựng nổi, huống chi là các nàng. Uống xong chén thuốc, máu chảy thành sông, ta tận mắt chứng kiến ba bào thai, dù đã thành hình hay chưa thành hình đều bị đánh sống, còn ba người kia lập tức hấp hối, tính mạng khó giữ. Trong hoàn cảnh đó, để bảo vệ nương con, ta mới lén lút đổi thuốc của nàng lại cầu xin đại phu giúp ta che giấu đại phu cũng thương xót cho mẫu thân con nên mới đánh bảo giúp chúng ta giấu diếm chuyện này nương con biết rõ đỗ phủ đã không thể ở lại nên nàng tự nguyện rời phủ bấy giờ trong tim lẫn trong mắt đỗ thành trung chỉ toàn là phùng vân thị nào còn nhớ đến nàng hắn thấy nàng chủ động nhắc đến việc rời đi thì cũng thuận theo ý nàng sau khi nương con rời khỏi đỗ phủ ta cũng không còn tin tức của nàng nữa Mãi đến năm trước nàng đưa con đến đây tìm nơi nương tựa, ta mới biết nàng đã gả cho cha con, và lại còn bình an sinh hạ con. Đình ca, con phải nhớ, hôm nay gì nói cho con thân thế của à con, không phải để hai phụ tử con được đoàn tụ xung vầy với nhau theo luân thường đạo lý, mà là không có cách nào khác nên buộc phải làm vậy. Trung quy con vẫn còn nhỏ, không thể thiếu sự chăm sóc của người thân, đỗ thành trung nhiều năm không có nhi tử, nếu hắn ta biết đến sự tồn tại của con có lẽ sẽ đối xử tốt với con. Nhưng con cũng cần phải nhớ kỹ, chứ con còn có ba vị huynh đệ khác mẫu đã chết trong tay chính phụ thân ruột của con. Thế nên con đừng đổ vào hắn quá nhiều tình cảm, cũng đừng mong ngóng hắn sẽ yêu thương con tha thiết. Hạ thiệu đình lại uống thêm một ly rượu nữa. Tình thâm nghĩa trọng, hóa ra tình thâm nghĩa trọng của người lại chỉ như vậy mà thôi. Hắn lấy làm may mắn, may mắn vì đời này mình đã ra khỏi đỗ phủ từ lâu lúc mẫu thân còn sống chưa bao giờ nhắc đến họ đỗ với hắn nửa câu phải trăm người muốn mình và ông ta không dính líu gì đến nhau ngày đó gì cho mình biết thân thế chẳng qua là vì đã có ý định tìm đến cái chết sợ sau khi nàng chết mình sẽ bơ vơ không nơi nương tựa cho nên mới dặn dò mình lên kinh tìm kiếm đỗ thành trung may mà sau này lại có cô mẫu hắn cúi đầu thở dài nói không rõ mùi vị trong lòng. Thân phụ của hắn muốn dồn hắn vào chỗ chết, nhưng Điền Ngọc Lan, một thị nữ của Đỗ Phủ đồng thời cũng là tỷ muội tốt của thân mẫu đã cứu mẫu từ bọn họ. Vân Thị, Lăng Tương Hắn nhếch khóe miệng đầy trào phúng. Mẫu thân của hắn vốn họ sở, tên là Vân Tương. Là nồ tì ở Đỗ Phủ nhiều năm, nhưng Đỗ Thành Trung lại chỉ gọi bà ấy là Vân Nhi, e rằng sau đó mẫu thân cuối cùng đã biết ý nghĩa của tên gọi ấy. Tướng quân, Trường Thuận đưa đồ đến. Vào ngay lúc này, Phạm Quảng Cao Mày cầm một hộp gấm đi tới. Trường Thuận, Hạ Thiệu Đình ngẩn ra, đoạn biết ngay là đường quân giao bảo hắn đưa tới. Cầm về đây ta nhìn. Hắn dây thái dương, phân phó. Phạm Quảng đưa hộp gấm cho hắn, hắn nhận lấy rồi mở ra xem, trong hộp là một con hổ vải xinh xắn và một bình thuốc giải rượu. Hắn bật cười, cầm lấy con hổ vải lên ngắm nghía và nghĩ tới khoảng thời gian hắn sống chung với huynh muội đường thị ở huyện Nha An Bình khi còn nhỏ, nụ cười trên mặt dần sâu hơn. Phạm Quảng hơi khó hiểu khi thấy hắn đã quét sạch dáng vẻ đầy tâm sự vừa rồi, nghĩ một lát, sau đó vẫn truyền đạt lời của Trường Thuận. Đường cô nương nói, xin tướng quân uống ít rượu thôi, nếu bắt buộc phải uống, thì phải nhớ uống thuốc giải rượu, nếu không sẽ có hại cho cơ thể, mai sau tướng quân hối hận cũng không kịp đâu. Nói xong lại nói thầm trong lòng, đường cô nương không mặt không ra, thân là một cô nương mà hờ tí là sai người mang đồ tới, lại còn nói mấy câu dễ khiến người ta hiểu lầm nữa chứ. Hạ thiệu đình dường như tưởng tượng ra điệu bộ của tiểu cô nương khi nói những lời này. Hai hàng lông mày thanh tú nhất định sẽ hơi cau lại, khuôn mặt chắc chắn cũng sẽ giả bộ nghiêm túc. Nàng rõ ràng là một tiểu cô nương xinh xắn nhưng lúc nào cũng tìm cách dạy bảo người khác. Lại nghĩ tới vẻ mặt nhận thua của đường Hoài Châu khi bị muội muội dạy bảo, cuối cùng hắn cũng nhịn không được mà cúi đầu bật cười. Tiểu nha đầu thảo mau trưởng thành rồi, mánh khóe đối phó với ca ca cũng trở nên dứt khoát hơn, quở mắng, uy hiếp. Ừm, Châu ca đáng thương. Nói đoạn, hắn lấy một viên thuốc giải rượu cho vào miệng với nét mặt vui vẻ. Phạm Quảng định ngăn cản nhưng đã không kịp. Tướng quân, dù sao cũng phải mời người đến nhìn xem thuốc này có phải thuốc giải rượu hay không, ăn vào có hại cho sức khỏe hay không đã chứ. Là muội ấy thì không sao cả, muội ấy sẽ không hại ta. Đoạn ông đỗ thành trung kinh quá, mị ngồi làm mà rợn cả ân, nhưng đúng là giờ nghiệp đang quật ông đấy ca chật phát nào nghĩ mà vui chương 59, lòng đã hiểu lòng. Sau khi trường thuận đưa đồ xong thì quay về phụng mệnh, hứa quân giao nghe hắn nói sau khi hạ thiệu đình xử lý xong công chuyện mới trở về phủ, vừa về đã không muốn gặp ai, chỉ ở trong phòng tự rót tự uống, nàng không khỏi nghĩ đến vẻ mặt kỳ lạ của hắn trước phủ trấn viễn tướng quân vào ban sáng. Trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng có đoán thế nào thì nàng cũng không thể ngờ được giữa Hạ Thiệu Đình và Đỗ Thành Trung có quan hệ huyết thống. Nàng trông sắc trời rồi đi đến đến chỗ Nguyễn Thị vừa đi qua vườn thì bắt gặp đường hoài miễn đang ngâm nga một điệu hát. Tam muội về rồi à? Đường hoài miễn cất tiếng hỏi với tâm trạng khá tốt. Đường quân giao thấy hắn bèn nén cười. Cư sĩ miễn đàm lại có ý tưởng gì cho tiểu thuyết mới rồi hử? Đường hoài miễn sợ đến mức mặt mày biến sắc, vội vàng nhìn nàng làm động tác suyệt, sau đó nhìn ngó bốn phía, khi xác nhận không có người nghe thấy lời nàng mới thấp giọng nói ta muội muội đã nói rõ là không thể để người khác biết rồi mà. Nếu như phụ mẫu huynh biết huynh học người ta viết tiểu thuyết, hai người họ chắc chắn sẽ mắng huynh chẳng làm được việc gì đàng hoàng nữa cho coi. Nhìn bộ dạng lén lút của hắn, đường quân giao nhịn cười nói. Được rồi, muội không nói, nhưng nếu huynh ra tiểu thuyết mới thì nhất định phải đưa cho muội trước đấy. Cái này là đương nhiên, ta muội là độc giả trung thành của huynh mà lại, tất nhiên phải đối xử thật tốt. Đường Hoài miễn đắc ý trả lời. Vẫn là ta muội muội nhà hắn biết thưởng thức, nào giống đám người dung tục kia, không biểu thưởng thức đã đành, đã thế còn không phân biệt được tốt xấu, lại còn dám nói tiểu tuyết hắn viết không phù hợp với lẽ thường, còn nói đứa trẻ lên ba viết còn hay hơn hắn nữa chứ. Chó má, rõ ràng là bản thân vảnh mông lên cũng không ị được, ấy thế mà vẫn khăng khăng trách mặt đất quá cứng đường quân dao không nhịn được cười khi thấy hắn đắc ý tới mức thiếu chút nữa vẫy đuôi lên trời. Xong, nàng không hề nói với hắn rằng độc giả trung thành thật sự của hắn không phải là mình, mà chính là ngũ công chúa đương chiều. Mỗi khi thấy ngũ công chúa cầm tác phẩm của cư sĩ miễn đàm lên, đọc đến hăng say, thì hắn chẳng khác nào một tài tử hiếm có, được ca tụng là người không bám vào khuôn mẫu, phóng túng, không chịu gò bó. Ấy vậy mà khi liên tưởng đến bộ dạng khôi hài của tam ca nhà mình khi bị nhị bá mẫu đuổi chạy trối chết là nàng thiếu chút nữa nhịn không nổi mà phi cười ra tiếng. Đường hoài miễn tự tâng bốc mình trước, độc giả trung thành, của hắn một lúc, cuối cùng mới nói. Đúng rồi, lợi nhuận của chuyến hàng lần trước chúng ta đầu tư đã được đưa đến rồi, đợi lát nữa huynh sai người đưa cho muội huynh cũng đưa cho châu ca phần của đệ ấy rồi. Được ạ, à, lần này kiếm được nhiều không? đường quân giao thuận miệng hỏi đường hoài miễn cười hi hi tự đắc nói tất nhiên đã bao giờ tam ca của muội nhìn sai chưa lần này kiếm được nhiều hơn lần trước hai thành sao sao hai thành hai mươi phần trăm ta biết tam ca là người đỉnh nhất mà đi theo tam ca chắc chắn không sai đường quân giao mỉm cười khen hắn đường hoài miễn nghe xong thì càng thêm đắc ý hắn vỗ ngực một cái tràn đầy khí phách nói muội cứ đợi đấy tam ca sẽ giúp muội kiếm mười dặm hồng trang về để đại cô nương lẫn con dâu khắp kinh thành ai cũng phải ngưỡng mộ muội như vậy muội đa tả tam ca nhé đường quân giao thoải mái trả lời đường hoài miễn cười ha ha từ trước đến giờ tam muội có một điểm cực tốt đó chính là không bao giờ ngại ngùng con bé luôn hiểu rõ bản thân mình muốn nói cái gì muốn có cái gì? Từ khi xúc nhiều với đường hoài miễn, hứa quân giao mới phát hiện ra tên nhóc này có bản lĩnh kiếm tiền không thua gì cha của hắn. Trong kinh thành thường có rất nhiều thương đội xuôi nam ngược bắc, sau đó họ sẽ mua một số đặc sản của địa phương rồi mang chúng về kinh thành để bán tranh giá. Đường hoài miễn nhìn thấy cơ hội kinh doanh trong đó, cho nên hắn kết giao với không nhiều thương đội, còn kéo theo hai huynh muội đường hoài châu và đường quân giao xuất tiền gia nhập từ đó kiếm được khá nhiều lợi nhuận. Kiểu làm ăn này không phải lần nào cũng kiếm được tiền. Có đôi khi trăm cây nhìn đắng vận chuyển hàng hóa về. Nhưng do đủ loại nguyên nhân này nguyên nhân kia. Mà có những khi chẳng những không kiếm được đồng nào. Thậm chí còn bị lỗ cả vào tiền vốn. Nhưng đường hoài miễn lại có một con mắt tinh tường. Phàm là thứ mà hắn đã nhìn chúng. Thì đến 8-9 phần đều có thể kiếm được bội tiền thế nên huynh muội đường Hoài Châu đầu tư với hắn cũng kiếm được rất nhiều tiền. Đây cũng được coi là niềm vui ngoài ý muốn của đường quân giao. Nói cho cùng có tiền trên tay muốn làm cái gì cũng dễ hơn. Hai người đang nói thì trông thấy đường Hoài Hưng và đường Hoài Diệu của đại phòng đang đi về phía này. Đại ca, nhị ca. Đường Hoài miễn chủ động chào hỏi, đường quân giao nhàn nhạt, nhạt cất tiếng gọi theo. Đường hoài diệu liếc nhanh qua nàng một cái, nhẹ giọng gọi. Tam đệ, tam muội. Nhưng đường hoài hưng thì ngược lại, hắn quét ánh mắt hung ác về phía họn họ, sau đó coi như không thấy mà lướt qua người bọn họ. Lúc nào cũng trưng cái vẻ như ai nợ bạc hắn không trả, đáng ghét giá man. Đợi hai huynh đệ đại phòng đã đi xa, đường hoài miễn mới phàn nàn, lát sau lại hạ giọng nói. Kỳ lạ là, Gần đây hắn không thèm đọc sách, cả ngày ở nhà cũng không biết đang bận cái gì, ta nghe nói hình như hắn gặp được quý nhân gì đó thì phải. Kể từ lần thi rớt kia, đường hoài hưng nhìn ai cũng thấy đối phương đang cười nhạo mình, cho nên tính tình hắn ngày càng trở nên nắng mưa thất thương. Đặc biệt là lý thị, bà ta vốn nhìn chúng ngộ gia đình kia cho hắn, nào ngờ sau khi biết hắn thi rớt, nhà kia đã cấp tốc đồng ý hôn sự với một nhà khác, tháng trước vừa gả nữ nhi đi. Vì chuyện này mà Lý Thị tức đến nỗi bị ốm mấy ngày. Đường quân giao chẳng có hứng quan tâm chuyện của đại phòng. Năm đó lão già nhà nàng từng khuyên đường hoài hưng trước đừng quá chăm chăm vào kết quả. Bởi vì, tuy văn chương của hắn viết tốt, nhưng lại quá mức hoa mỹ, thiếu đi sự thiết thực mà bệ hạ muốn nhìn thấy nhất. Ông đề nghị hắn đi đây đó vài năm để tăng thêm kiến thức, đợi khoa thi tiếp theo hắn tham gia. Nhưng tiếc là phu thê đường Bách Niên và đường Hoài Hưng cảm thấy lão già nhà nàng không thực tâm, sợ con của đại phòng bọn họ có tiền đồ, chiếm hết danh tiếng, cho nên cố ý bảo đường Hoài Hưng giữ nguyên kế hoạch tham gia thi, làm lão già nhà nàng tức đến nỗi đau cả ngực, song hắn lại nhân cơ hội này khơi dậy tình yêu và sự thương hại của mẫu thân, sau đó hắn lại trải qua những ngày được mẫu thân đặt ở vị trí đầu tiên trong lòng, đối xử với hắn hết một cách dịu dàng, ngọt ngào như đường mật kết quả của việc đường hoài hưng khăng khăng tham gia thi không ngoài dự đoán. Người có tài như hắn ngay cả đồng tiến sĩ cũng không thi đậu, khiến cho đường Bách Niên và đường Quân Du vô cùng thất vọng, còn hắn cũng bởi vì chuyện này mà suy sút một thời gian dài. Mãi đến thời gian gần đây mới phấn chấn trở lại, nhưng mà hắn cũng không tập trung tinh thần vào sách vở để năm sau thi lại nữa, mà đã gặp được quý nhân, lẽ nào hắn định đi theo quý nhân để mưu cầu công danh chăng? đường quân giao lắc đầu, không hề để trong lòng. khi nàng đến chỗ nguyễn thị trông thấy nỗi buồn xuất hiện trên gương mặt vốn ôn hòa của nàng ấy thì lấy làm ngạc nhiên. hứa quân giao đi đến kéo lấy cánh tay của nàng rồi làm nũng hỏi: ai chọc tức nương vậy à? là phụ thân hay ca ca? nguyễn thị bị nàng chọc cười, một lát sau cười than một tiếng, giọng nói đầy vẻ bất lực. không liên quan đến phụ tử bọn họ, chẳng qua là Thôi vậy, ta cũng không quan tâm nổi. Đường Quân Dao càng lấy làm lạ, lập tức quăng cho Vãn Cầm đang đứng bên cạnh một ánh mắt thăm dò. Vãn Cầm đã cảm thấy bất bình thay phu nhân nhà mình từ lâu, lúc này vừa thấy nàng nhìn mình thì nói ngay. "Còn không phải vì hôn sự của đại cô nương ư? Trước đó phu nhân đã giúp đại cô nương làm mối với một nhà, chính là vị công tử của một người họ hàng xa với gia đình của Uông phu nhân, bàn về gia thế, phẩm hạnh" tài học mọi thứ đều không che vào đâu được. Lúc đầu đại phu nhân cũng đồng ý, vì thế phu nhân mới đứng ra chọn ngày lành để hai nhà gặp nhau. Nào ngờ đến sáng sớm hôm nay đại phu nhân đã hối hận, cuối cùng dẫn đại cô nương đến phủ trấn viễn tướng quân chúc mừng. Rốt cuộc đường quân giao đã biết xảy ra chuyện gì? Lúc đầu Lý Thị không để tâm đến hôn sự của thứ trưởng nữ đường quân nhu, cho nên mới để mặc thân mẫu của đường quân nhu là anh Di Nương cầu xin trước mặt vương thị sau đó Vương Thị ra mặt nhờ Nguyễn Thị thay bà để ý gia đình phù hợp. Nguyễn Thị tính tình mềm mỏng, lại thật sự lo lắng cho hôn sự của mấy đứa nhỏ Đại Phòng, vì thế cũng đồng ý và dồn hết tâm sức giúp nàng ta thu xếp. Nhưng không biết gần đây Lý Thị bị người nào thức tình, khiến bà ta cảm thấy hôn sự của trưởng nữ vẫn có thể lợi dụng được, vì vậy lại thay đổi chủ ý hôm nay dẫn đường quân nhu đến phủ trấn viễn tướng quân để chúc mừng trấn viễn tướng quân nạp thiếp chủ ý của bà ta là muốn lợi dụng đường quân nhu để bấu víu lên cành cao về phần sau này đường quân nhu làm thiếp hay làm thê cũng không hề nằm trong phạm vi suy nghĩ của bà ta suy cho cùng sự kiện ở phủ trấn viễn tướng quân hôm nay sẽ chẳng có các thế gia phu nhân có thân phận cao quý tham gia lòng tốt của nguyễn thị cứ thế mà trôi theo dòng nước song nàng ấy cũng đau lòng vì lý thị đã chà đạp một đứa trẻ như thế nhưng chỉ vì trở ngại thân phận nên không tiện nói gì cuối cùng lại thành tức giận chính mình nếu theo suy nghĩ của đường quân giao chuyện của đại phòng thì kệ bọn họ làm ầm ĩ như nào cũng được nhưng những lời này nàng không dám nói với nguyễn thị để đỡ bị đối phương quờ một trận nàng chỉ có thể nói chêm chọc cười pha trò để di chuyển sức chú ý của nguyễn thị để nàng ấy không phiền lòng về chuyện của đại phòng nữa. Khi nhìn thấy nụ cười vừa bất lực vừa yêu chiều một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt của Nguyễn Thị, hứa quân giao nũng nịu ôm cánh tay nàng ấy khoe mẽ một trận. Con đấy, thật sự càng lớn càng thích làm nũng, còn không bằng lúc nhỏ. Nguyễn Thị giận dỗi gõ nhẹ lên chán nàng. Nàng cứ thể mà giả ngu. Mấy ngày liên tiếp, ngôn vũ không hề xuất hiện, nhưng đường quân giao có thể cảm nhận được nàng ta không rời đi, đoán rằng con quỷ ngốc kia có lẽ đang suy nghĩ những lời nàng nói với nàng ta ở trên xe ngựa hôm đó. Khoảng thời gian này nàng đưa đồ cho Hạ Thiệu Đình mấy lần, ví như có đợt nàng học làm bao cổ tay, có đợt đường hoài miễn nhờ người giúp nàng tìm thuốc trị thương, tuy không phải đồ gì quá mức quý giá, nhưng mỗi lần nàng đều tốn rất nhiều công sức. Đêm nay, trước khi nàng chuẩn bị ngủ thì cuối cùng môn vũ đã xuất hiện. Thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của nàng ta, đường quân dao ngồi dựa vào thành giường, kéo chăn đập lên người, trông có vẻ muốn cùng nàng ta nói chuyện. Có phải ngươi có chuyện muốn hỏi ta không? Môn vũ dối dám nắm chặt khăn tay, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi. Giao giao, người giống hệt ta trong mơ là ngươi sao? Ngươi thấy sao? đường quân giao không trả lời mà hỏi ngược lại ta nghĩ đó chính là ngươi mặc dù ta không hiểu sao ngươi lại có dáng vẻ kia nhưng ta vẫn cho rằng người đó chính là ngươi ngôn vũ trả lời với vẻ ngờ vực đường quân giao nhìn nàng ta nhưng không nói gì cả ngôn vũ bặm môi nhìn ánh mắt có vẻ trần trừ của nàng hồi lây sau mới thấp giọng hỏi tại sao giao dao không cần dự vương nữa dự vương tốt với ngươi như vậy ta nhìn thấy hết rồi, trong mơ vào lúc ngươi không vui chính hắn đã dỗ người vui vẻ, lúc ngươi bị bệnh cũng chính hắn là người bón thuốc cho ngươi, ngươi bị người ta hại rơi xuống nước vẫn là hắn nhảy xuống cứu ngươi. nàng ta thì thào nói ra từng cảnh tượng mà bản thân đã thấy trong mơ, cho dù nàng ta không nghe thấy người trong mơ đang nói gì, nhưng nàng ta có thể cảm nhận được hắn thật sự tốt với giao giao thông qua từng cử chỉ từng lời nói hành động. nhưng mà lần này tại sao ngươi không cần hắn nữa? Sau cùng, nàng ta hỏi lại lần nữa với vẻ khó hiểu. Đường quân giao im lặng nhìn nàng ta, nghe nàng ta nhẹ giọng nói hết những chuyện mà nàng đã trải qua ở đời trước. Khi nàng ta lần thứ hai hỏi nàng, vì sao không cần dự vương nữa, nàng thở dài một tiếng thật nhẹ, thậm chí bên môi còn khẽ cười. Đúng là một cô nương ngốc, tất cả đều là giả, những thứ tốt đẹp mà ngươi nhìn thấy toàn bộ là đều là giả. Ngươi chỉ nhìn thấy hắn đối xử với ta tốt, nhưng lại không nhìn thấy để được hắn đối xử tốt ta đã phải tốn biết bao công sức tính kế bao nhiêu người hắn quả thực đối xử tốt với ta nhưng đồng thời hắn cũng đối xử tốt với những người khác lòng tốt của hắn có thể chia thành rất nhiều phần cái mà ta có được chẳng qua chỉ là một phần trong số ấy có lẽ một phần này của ta được nhiều hơn người khác một chút nhưng vẫn không hoàn chỉnh lòng tốt mà hắn cho cũng là cho giao nhi người mà hắn tự cho là hồn nhiên lương thiện như bạch liên trong ao chứ không phải cho một hứa quân giao lòng dạ độc ác, bài trừ dị kỷ, sao? Sao? Bài trừ dị kỷ, loại bỏ và trừ khử người hoặc nhóm người không cùng ý kiến, suy nghĩ hoặc không cùng phe phái với mình. Người kia, tính tình ôn hòa hiền hậu, cũng thích ngây thơ diễm lệ, các cô nương coi hắn thành thứ duy nhất trên thế gian nếu nàng đã muốn tranh giành sự sủng ái của hắn để sống yên trong cung thì đương nhiên phải đón ý hùa theo sở thích của hắn, lúc nào cũng đống vai nữ tử như vậy trước mặt hắn. Về phần có thật lòng hay không? Có thể nàng đã từng, cũng có thể trước giờ chưa từng, ai biết chứ? Dẫu sao, diễn xuất cao siêu nhất trên đời này chính là lừa được cả bản thân mình. Nàng đã từng không hiểu, nhưng sau khi trải qua lần, bị buộc phải rời cung để dưỡng bệnh, thì nàng đã hiểu ra tất cả có lẽ trước đó nàng còn có thứ thật lòng xa xỉ kia nhưng sau này đã không còn gì nữa ngực ngôn vũ đột nhiên đau đớn tựa như đồng cảm sâu sắc nước mắt tách tách rơi xuống hắn đã từng làm tổn thương ngươi phải không đã từng khiến ngươi rất đau lòng đúng không đường quân giao thở dài cầm khăn tay của nàng ta giúp nàng ta lau nước nước mắt chưa nói tới tổn thương càng không cần phải nói tới làm ta đau lòng đó chẳng qua là vào những tình huống đặc thù hắn đưa ra một lựa chọn bình thường mà lại hợp lý còn ta cũng nhận thức rõ vị trí của bản thân cho nên sẽ không đau lòng nàng mắc bệnh nặng ngay cả thái y cũng không trần đoán ra nguyên do còn hắn thì sắp đến ngày đăng cơ đương nhiên không thể vì một thị thiếp bé nhỏ mà làm lỡ đại sự cũng không tiện đưa nàng một người bệnh gần như không thể trị vào cung cho nên mới để nàng ở ngoài cung dưỡng bệnh việc này cũng chẳng có gì phải oán trách cả mà nàng cũng vì một trận bệnh đó mà có thể tránh được cuộc chiến trốn hậu cung sau những ngày đầu dự vương lên môi cũng để bản thân có thời gian ẩn núp và giành được cơ hội chiến thắng đó thật sự là tái ông thất mã họa phúc khôn lường sao ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt ngôn vũ nghe xong lại khóc càng dữ dội hơn vừa khóc vừa nói Thế, thế đình ca có đối xử tốt với người hơn dự vương không? Đường quân giao giật mình, lập tức cười nói. Ta không biết, nói chung sẽ như vậy. Ai biết được chuyện mai sau chứ? Nhưng mà có một điều chắc chắn, nếu chọn hạ thiệu đình, nàng tốn bao nhiêu công sức thì chắc chắn sẽ nhận lại nhiều hơn so với dự vương ở đời trước. Ngôn vũ khóc thốt thốt thiết thiết, cũng không biết nàng ta đã nghe lọt tay lời nàng chưa? Gạch nối. Dự vương trò ăn tỉnh trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt trắng như tờ, ngực cũng quặn đau. Một hồi lâu sau, cơn đau đớn kia mới từ từ khuây đi, hắn thở hổn hển, lau qua loa mồ hôi trên trán, ấn vào vùng ngực vẫn còn khiếp sợ của mình, dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn như bị kim đâm kia. Ngay vừa rồi, hắn mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ hắn đang ôm một nữ tử đã chết và âm thầm rơi lệ, bất kể hắn có gọi thế nào, nữ tử kia cũng không hề đáp lại hắn một tiếng. Hắn không nhớ rõ dung mạo của nữ tử kia, chỉ nhớ rằng mình đã ôm nàng trong ngực cùng với nỗi ân hận sâu sắc. Hắn day nhẹ thái dương, môi dựa vào đầu giường rồi cố gắng xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn. Lách tách, tiếng bấc đèn cháy vang lên kéo hắn bừng tỉnh theo ngay sau đó hắn lại nghe thấy âm thanh mơ hồ truyền lại một chút lại một chút hóa ra bây giờ đã là canh tư hắn xoay người lại đang định nằm xuống ngủ tiếp lại bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó hắn ngước mắt nhìn lên thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ yếu xa lạ đang đứng bên cạnh giá đa bảo hắn hoảng sợ đang muốn quát hỏi ngươi là ai thì lại nhìn rõ diện mạo của đối phương lúc đó hắn chẳng khác gì bị xét đánh cả người bàng hoàng ngay tại chỗ. Chính là nàng, chính là dung mạo như vậy. Nơi trống vắng trong tim hắn bỗng chốc được lấp đầy, hắn bất chấp sợ hãi, không kịp cả đi giày đã vội vội vàng vàng đi theo bóng dáng ấy. "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phủ bản vương?" Hắn vươn tay muốn chạm vào đối phương, nhưng lại chạm vào khoảng không, hắn chăm chú nhìn kỹ lại, chỉ thấy trước mắt trống trơn không bóng người. Hắn vẫn cố gắng đảo mắt tìm kiếm bốn phía, nhưng cả phòng ngoài bản thân hắn ra thì chẳng còn bóng người. Họa quên gác ở gian ngoài nghe thấy tiếng động, vội khoác y bào đi vào. điền Hà ngủ dậy rồi sao? Có cần cái gì không ạ? À? Dự vương cố nén cảm giác thất vọng trong lòng, lắc đầu nói. Không sao, nàng cứ ngủ tiếp đi. Đợi sau khi họa quên lui xuống, hắn nằm trên giường chăn chọc thật lâu mà vẫn không cách nào thiếp đi. Thế nên hắn đành ngồi dậy khoác áo, rồi đi đến trước thư án, nhấc bút nhúng mực, đoạn suy nghĩ một lúc, sau đó dựa vào trí nhớ và mong muốn ở sâu trong nội tâm. Từng nét từng nét phác họa dung mạo của nữ tử trên trang giấy trắng như tuyết. Mặt hạnh, lông mày như núi xa, đôi mắt trong sáng, mũi thẳng thanh tú, môi đỏ như đóa hoa mê người. Sao, lông mày như núi xa là lông màu đen nhánh, đậm cong. Giống câu trong kiều vậy. Thật lâu sau, hắn hạ bút xuống, ngắm nhìn nữ tử trong tranh cuối cùng hài lòng nở nụ cười. Không tệ, chính là dung mạo này, người kia nên có diện mạo thế này. Chỉ là trên thế gian thật sự tồn tại nữ tử có diện mạo này sao? Mặt hắn trở nên mờ mịt. Sáng sớm ngày hôm sau, nội thị đến giúp hắn dọn dẹp sách vở nhìn thấy bức họa hắn chưa kịp cất đi, hắn ta cười nói. Bức này tranh này điện hạ vẽ đẹp hơn nhiều so với bức mấy hôm trước nô tài trông thấy. Dự vương đang được họa quên hầu hạ thay quần áo, nghe hắn nói thế thì lòng chợt căng lên, vội hỏi. Chẳng lẽ ngươi cũng từng thấy nữ tử trong tranh? Chỉ thấy qua tranh thôi à, nữ tử trên bức tranh đó rất giống nữ tử trong bức tranh này của Điện Hà. Nội thị nghĩ một lát rồi trả lời. Ngươi thấy bức tranh đó ở đâu? Hiện giờ bức tranh đó ở nơi nào? Ngươi tìm về đây để bản vương xem xem. Nó ở trong một phường vẽ nhỏ, bức tranh đó đã được vẽ nhiều năm rồi, họa sĩ cũng không phải bậc thầy có tiếng tâm gì, cho nên chủ tiệm vứt nó ở trong xó, mấy ngày trước nô tài ra ngoài làm việc nên mới tình cờ nhìn thấy. Nếu Điện Hạ muốn nó, nô tài sẽ đi tìm nó về. Bây giờ, đường quân dao đang soi gương để trang điểm, môn vũ đứng bên cạnh nàng, hai tay buông thõng thành thật nói. Giao giao, đêm qua ta lại đến phủ dự vương. Đi đến đó làm gì? Lại mơ thấy cảnh tượng gì nên muốn đến chứng thực à? Đường quân giao nâng hoa lụa trên tóc, thuận miệng hỏi. Vốn ta định đến đó mắng hắn một trận, nhưng lại thấy hắn hình như vừa mơ thấy ác mộng, đang rất khó chịu nên đành tha cho hắn. Nhưng mà ngươi yên tâm, sau này ta sẽ không đi nữa đâu. Ngôn vũ làm bộ tức giận, sau đó nhanh chóng vui vẻ bồi thêm một câu. Bọn hắn chẳng có gì tốt đẹp, thế nên sau này chúng ta ở với nhau đi. Đường quân giao liếc nàng ta một cái, thấy nàng ta lại trở về với vẻ ngoài ngốc nghếch, khờ khạo, thì thấy buồn cười. Cô y nói, thế đâu có được, sau này ta phải ở cùng đình ca, ta còn phải sinh cho huynh ấy rất nhiều rất nhiều con, tạo nên một gia đình rất lớn rất lớn nàng vừa nói trong lòng, vừa đi ra ngoài. Ngôn vũ lập tức không bằng lòng đuổi theo. Giao giao chớ có xung động, bây giờ ngươi vẫn còn nhỏ mà. Nói không chừng tương lai còn xuất hiện người tốt hơn đình ca. Đình ca là người tốt nhất trên đời rồi, không có ai tốt hơn huynh ấy nữa đâu, ta nhìn chúng huynh ấy rồi, nhất định phải là huynh ấy. Đường quân giao cố ý chọc giận nàng ta, không ngờ rằng đường Hoài Châu đúng lúc đang đi tới hắn đã nghe thấy hết những lời nàng vừa nói. Huynh muội hai người trợn mắt nhìn nhau, mặt đường Hoài Châu như thấy quỷ, sau một lúc lâu mới đồng tình nói. Đình ca cũng quá là xui xẻo, thế mà để nữ ma vương muội nhìn chúng. Sau đó chợt bừng tỉnh. Lần đó bảo sao muội lại đối xử với huynh ấy dịu dàng săn sóc như thế, hóa ra là có chủ ý này. Dầu ra mặt đường quân giao có dày đến đâu, cũng hơi mắc cỡ khi bị huynh trường nghe thấy những lời nàng nói nhưng khi nghe thấy lời hắn nói kế tiếp nàng lại trở nên thản nhiên suy nghĩ nhanh chóng chuyển động tuy nói đời này nàng hạ quyết tâm phải quấn lấy hạ thiệu đình nhưng hiện giờ hắn có địa vị cao công việc bề bộn còn nàng là nữ tử nội trạch cũng khó tìm được nhiều cơ hội gần gũi với hắn nếu như có được sự trợ giúp của đường hoài châu thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều Nghĩ đến đây, nàng cười hi hi tiến lên, giọng nói tràn đầy cám dỗ. "Ca ca, phụ thân và mẫu thân giúp huynh nhìn trúng tỷ tỷ Visa, huynh biết hay chưa? Huynh có muốn lén lút gặp Visa tỷ tỷ kia để xem tỷ ấy thế nào không? Tốt tính hay không? Có dễ chung sống hay không? Nếu huynh muốn muội có thể giúp huynh đấy." Đời trước, Đường Hoài Châu cũng lấy vì ánh Trúc, nữ nhi của đại học sĩ Vi Lương Đường quân giao không có ấn tượng sâu sắc với Vi Ánh Trúc, chỉ nhớ đây là một phu nhân trầm tĩnh, quy quỷ và không thích nói chuyện. Nhưng mà đời trước đa số quý phu nhân trong chiều ở trước mặt nàng đều như vậy, nên cũng chẳng có gì lạ. Đường Hoài Châu muốn làm bộ không để ý, nhưng khuôn mặt Tuấn tú lại phiếm đỏ, lỗ tai tự giác vỉnh lên nghe ngóng đã bán đứng nội tâm của hắn, làm đường quân giao thấy mà cười thầm một trận làm gì có thiếu niên nào không mơ mộng chuyện tình yêu nào có thiếu niên nào không tò mò về thê tử tương lai của mình tiểu đường đại nhân cũng không phải ngoại lệ quả nhiên tiểu đường đại nhân tương lai hãng giọng giả vờ không để ý nói đợi lát nữa huynh hẹn đình ca và một người bạn đến núi kinh giao đồng thường phong sao sao cây phong mùa lá rụng tốt lắm ca ca là công tử của nhà thượng thư ra ngoài không thể thiếu gã sai vặt theo hầu được. Mặt mày đường quân giao cong cong. Đúng là như vậy. Đường Hoài Châu nghiêm túc tiếp lời, hai huynh muội nở một nụ cười tâm chiếu bất tuyên, sao? Sao, tâm chiếu bất tuyên, trong lòng đã rõ nhưng không nói ra, lòng đã hiểu lòng. Lại nói về Hà Thiệu Đình đúng hẹn đến núi Kinh Giao Đồng, hắn không nhịn được mà đưa mắt nhìn gã sai vặt luôn cúi gằm mặt bên cạnh đường Hoài Châu luôn cảm thấy hắn ta trông rất quen mắt. Cho đến khi gã sai vặt tiến lên dâng trà, chớp mắt tinh nghịch với hắn, lúc này hắn mới bừng tỉnh, buồn cười không thôi, đoạn bất lực nói với bạn tốt. Để lại thuận theo mũi ấy. Chương 60, cảm giác khủng hoảng. Đường Hoài Châu giả bộ sờ mũi một cách ngốc nghếch, lầm bầm vài câu, Hạ Thiệu Đình cũng không nghe rõ, đoạn hắn vươn tay gõ nhẹ lên đầu Đường Quân giao. Nghịch ngợm. Đường quân dao không giận mà cười hi hi, nàng nhìn chén trà trong tay rồi bĩu môi. Công tử, sao ngài không dùng trà vậy? Hạ thiệu đình bật cười, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy chén trà trong tay nàng, sau khi nhấp mấy ngụm cất tiếng dặn dò, tiểu tử giả bên cạnh. Hôm nay có rất nhiều người đến thưởng phong, người chớ qua đi lung tung, kẻo lại đi lạc mất. Vâng ạ, à, không đi lung tung, ta chỉ đi theo ngài chứ không đi đâu hết. Đường quân giao giả làm gã sai vặt đứng bên cạnh hầu hạ một lát thì đã thấy mỏi, nàng dứt khoát ngồi xuống ghế đá, ôm mặt nhìn hắn cười hi hi. Bề ngoài thật đẹp, vừa có vẻ tuấn lãng của văn nhân tri thức, lại vừa có vẻ cứng rắn của người học võ. Quan trọng là rõ ràng hắn là một người đạm bạc nhưng chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với mình. Đỉnh ca tốt như vậy, phải thuộc về nàng mới đúng. Đường Hoài Châu nhìn muội muội cười đến nỗi xuân tâm phơi phới, vừa nhìn đã biết đang có ý đồ bất lương, hắn lại nhìn sang Hà Thiệu Đình đang bị nữ ma tinh nhìn chằm chằm mà không mảy may phát giác, ánh mắt không khỏi có vài phần thương hại. Mặc dù để Đình ca làm muội phu của hắn quả thực rất tốt, nhưng muội muội nhà mình có tính tình gì? Từ nhỏ hắn đã bị con bé hành hạ nên cực kỳ hiểu rõ, hắn cũng không đành lòng khi phải trơ mắt nhìn huynh ấy rơi vào ma chảo của muội muội. Hắn đang nghĩ có cần lên tiếng nhắc nhở, nói bóng nói gió chốt không, thì lại nhìn thấy Hạ Thiệu Đình đang nói chuyện dịu dàng với Đường Quân Dao. Tiếp đó hắn lại nhận được một ánh mắt cảnh cáo nhàn nhạt, nhạt, của muội muội, thế là lập tức vùi đầu, giả vờ nghiêm túc thổi trà. Thôi vậy, Tử Đạo Hữu bất từ bần đạo, sao, Đình ca, huynh tự mình bảo trọng nhé. Sao, câu này xuất phát từ dòng hồng hoang, Y nói là chỉ cần mình sống là được. Đạo hữu, cách gọi bạn bè của người tu đạo, sống chết không quan trọng, có thể dùng một câu thay thế là sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Thuốc trị thương lần trước muội tặng ta rất tốt. Hôm trước, lúc Tào Thăng bị thương cánh tay phải khi tỉ thí, sau khi dùng thuốc kia vết thương lành rất nhanh, dùng tốt hơn thuốc chữa thương trong quân bọn ta hay dùng, cảm phiền muội đã nhọc lòng. Hạ Thiệu Đình ôn hòa nói, nhưng đường quân giao không hề vui, nàng dẩu môi nói. Thuốc ta cho huynh, sao huynh lại để người khác dùng vậy? Đấy là cho huynh mà, chỉ có mình huynh được dùng thôi. Người khác khỏe hay yếu có liên quan gì tới nàng? Nàng chỉ quan tâm đến một mình hắn thôi. Hạ Thiệu Đình kiên nhẫn giải thích. Lúc đó tình hình nguy cấp, đúng lúc trên người ta có thuốc, cho nên mới cho hắn dùng. Tuy Tảo Thăng là thân vệ của ta nhưng thực ra là huynh đệ nhiều lần vào sinh ra tử với ta, người khác không thể sánh bằng. Đường quân giao nghĩ một lát, thôi được, nếu đã là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn, thì đương nhiên không giống những người khác, một cây khó thành rừng, dù cho võ công của hắn có tốt, có thiên phú thế nào đi chăng nữa, nếu bên cạnh không có người đắc lực, cũng khó mà giành chiến thắng trên chiến trường. Hộp lần trước huynh cứ đưa cho hắn dùng đi lần sau ta sẽ nhờ tam ca tìm giúp cái mới nhưng mà huynh không được cho người khác nữa phải giữ lại để bản thân dùng nàng nhấn mạnh hết lần này tới lần khác hạ thiệu đình bật cười cảm thấy tiểu cô nương quả nhiên là thích tính toán nhưng vẫn vui vẻ dỗ nàng vui được không cho ai hết ta giữ cho mình bây giờ đường quân giao mới vừa lòng lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với hắn Đường Hoài Châu vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm lá trà nổi bồng bềnh trên mặt nước trà như cũ, hắn ra vẻ nghiêm túc nghiên cứu màu sắc, mùi vị của lá trà, tựa như chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Xin lỗi, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Chợt có một nam tử trẻ tuổi vội vàng đi tới, đường quân giao ngước mắt nhìn lên thì bắt gặp một gương mặt xa lạ, cũng biết chắc chắn người này là một người bạn tốt khác mà huynh trường đã hẹn nàng không hứng thú rời mắt đi chỗ khác. Trên đường tới đây ta gặp một vị đồng hương nhiều năm không gặp, cho nên mới nán lại trò chuyện với hắn một lát, ta tự phạt ba ly. Ấy. Sao không có rượu? Nam tử nhìn chén trà trên bàn, ngạc nhiên hỏi. Đường Hoài Châu u oán liếc nhìn muội muội vẫn đang vui vẻ chăm chú nhìn Hạ Thiệu Đình, hắng giọng nói. Hôm nay không nên uống rượu, không nên uống rượu. Để ta giới thiệu với ngươi. Trung võ Đại tướng quân Hạ Thiệu Đình, cử nhân của khoa thi năm nay thẩm hút xương. Khi ba chữ thẩm hút xương truyền vào trong tay, đường quân giao bất giác nhìn qua, nàng cảm thấy cái tên này rất quen, dường như đã nghe từng nghe thấy ở đâu đó. Nàng nghĩ kỹ lại, cuối cùng mới nhớ ra. Đây chẳng phải là huynh trường của thẩm tiệp dư, người đã chặn mất môi vị hoàng hậu của nàng ở đời trước sao? ngay sau đó nàng lại nghe thấy đường hoài châu bổ sung thêm một câu đình ca thuốc phụ của húc sương huynh là thẩm sư gia huynh còn nhớ không hạ thiệu đình ngẩn người sau đó nhanh chóng nhớ lại vị sư gia thẩm minh đi theo đường tùng niên ở huyện an bình năm đó đường quân giao cũng rất bất ngờ không nghĩ tới đời này nàng và thẩm tiệp dư lại có một mối quan hệ ngoát nghéo như vậy năm đó đường tùng niên vào kinh báo cáo công tác tiếp đó thì ở lại kinh thành. Hắn cũng từng gửi thư mời thẩm minh đến kinh thành giúp mình một tay, nhưng thẩm minh lại từ chối. Sau đó đường quân giao cũng nghe nói thẩm minh quay về quê nhà mở một trường học, mỗi ngày đều sống khá là tự tài. Này ba người bọn họ đã tề tựu đông đủ, thẩm húc xương là người hào sảng, nghe nói chàng thanh niên trẻ tuổi trước mặt chính là vị đại tướng quân hạ thiệu đình tiếng tâm lẫy lưng, anh dũng quả cảm thì không khỏi có chút câu nể nhưng thấy đối phương tuy rằng không nói nhiều, nhưng môn hành cử chỉ không hề có chút kiêu ngạo và khinh thường, lúc này mới cảm thấy yên lòng. Sau một lát, hắn mới chú ý tới tên tiểu tử ăn mặc như gã sai vặt của đường phủ đang ngồi yên không nhúc nhích, gã ta chẳng những không chủ động tiến lên châm trà, mà còn ôm mặt mỉm cười nhìn chủ tử nhà mình tự làm. Hoài Châu này, hạ nhân của quý phủ e rằng phải dạy bảo lại đi thôi. Hắn nói đầy ẩn ý. Đường Hoài Châu nhất thời không kịp phản ứng, khi thấy hắn ta thoáng liếc về phía muội muội nhà mình, Đường Hoài Châu lập tức bật cười, nhưng cũng không tiện nói rõ thân phận của tên tiểu tử không hiểu chuyện này, hắn đằng hắng một cái, làm bộ không vui chừng mắt nhìn Đường Quân Dao. Còn ngây ra đấy làm gì? Đường Quân Dao cuối cùng đã nhớ ra thân phận hiện tại của bản thân, song lại khó chịu với thái độ của Thẩm Húc Xương, vì thế mà giả vờ nhìn chung trà, nói: ôi chào công tử hết nước nóng rồi để ta về xe lấy nước đá đường hoài châu muốn gọi cũng không gọi được đành ngượng ngùng nói hạ nhân không hiểu quy củ để húc xương huynh chê cười rồi hạ thiệu đình lo lắng dõi theo hướng đường quân giao biến mất mỗi ấy nào có đi lấy nước để pha trà rõ ràng là không muốn ở đây nên mới dùng cái cớ này rồi chạy mất đúng như hắn đoán đường quân giao không đi đến chỗ xe ngựa đường phủ đầu, mà chậm rãi đi men theo rừng phong với tâm trạng vô cùng tốt. Trong tầm mắt của nàng lúc này là một khung cảnh màu đỏ, đỏ như lửa, đỏ ngây ngất, tầng tầng lớp lớp lá đỏ đón gió đong đưa, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng lộ ra muôn vàn vẻ phong tình. Đây là lần đầu tiên trong hai đời nàng đi ra ngoài một cách thoải mái, tự do như vậy, có thể tùy ý đi nơi mà nàng muốn đi. Không cần lo lắng đi về muộn sẽ bị trừng phạt, lòng cũng không cần lo lắng cung quy gì cả. Nàng mê mẩn ngắm nhìn màu đỏ tươi xinh đẹp bao trùm khắp núi mà không biết rằng mình đã đi rất xa, chợt nghe thấy tiếng tranh cãi của nam tử cách đó không xa, nàng dừng chân, xuyên qua tán cây phong nhìn thấy bóng dáng của thái tử và Tương vương. Nàng nghe thấy thái tử phẫn nộ nói: "Có phải ngươi không? Có phải ngươi ở sau lưng tính kế không?" Triệu Nguyên Sương rốt cuộc cô đã làm gì có lỗi với ngươi? Mà khiến cho mấy năm nay ngươi không tiếc giá nào cũng phải chống đối với cô. Vì đối phó với cô mà không ngại tố cô thông đồng với dư nhiệt tiền triều, thậm chí còn mượn tay dư nhiệt tiền triều để lấy tính mạng của cô. Lần này ngươi lại có mục đích gì? Có phải ngươi muốn đổ tất cả tội danh lên người cô, để phụ hoàng phế vị trí thái tử của cô không? Triệu Nguyên Sương, cô nói thật với ngươi, ngươi đừng hòng. Dù cô có chết, cũng phải kéo ngươi làm cái đệm lưng. Ngươi ngoại trừ cái gì sai cũng đổ hết lên người ta, thì còn có thể làm gì cái gì? Không phải ta muốn đối phó ngươi, là ngươi không buông tha cho ta. là ngươi. Tương Vương tức giận gào to. Được rồi, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận. hết thảy mọi việc đều là ngươi ở phía sau chủ tính, toàn bộ âm mưu đều là ngươi làm ra. đi. cùng ta đi đến trước mặt phụ hoàng nói gió thái tử nhào tới, tóm lấy áo của tương vương cả giận nói. Buông tay, người buông tay cho ta. Tương vương ra sức đẩy hắn, thấy đẩy thế nào hắn cũng không nhúc nhích thì đột nhiên giơ chân lên đá lên người hắn. Thái tử khó khăn tránh được một phát đá của hắn ta, đoạn tung nắm đấm về phía trước. Mắt thấy hai huynh đệ tôn quý nhất trên đời chuẩn bị lao vào tẩn nhau, đường quân giao lại thấy một nam tử cầm y từ bên kia lao ra hoàng huynh tam đệ hai người có chuyện gì thì nói cẩn thận có chuyện thì nói cẩn thận nàng nhìn kỹ thì nhận ra người tới chính là thứ tử của thiên hy đế tín vương tín vương kéo tương vương nói tam đệ dù sao huynh ấy cũng là đại ca của chúng ta lại còn là người kế vị của một nước quân thần khác biệt sao đệ có thể bất kính với huynh ấy lát sau lại quay đầu nói với thái tử hoàng huynh từ xưa đến nay tam đệ được phụ hoàng mẫu hậu nuông chiều, khó tránh khỏi có tính cách như trẻ nhỏ, huynh đại nhân đại lượng, chớ so đo với đệ ấy. Nào biết bị hắn khuyên như vậy thì lừa giận trong lòng thái tử và tương vương càng tăng lên. Tương vương cam phẫn nói. Hắn còn có cái gì mà bất mãn? Cùng là nhi tử của phụ hoàng, chỉ bởi vì hắn đẻ trước, nên cái gì tốt đều nhường cho hắn bây giờ còn chưa ngồi lên vị trí kia mà đã hận không thể giết phát chúng ta cho rồi nếu ngày đó hắn ngồi lên vị trí kia thì chúng ta còn có đường sống ư thái tử cũng vô cùng căm hận ngươi còn mặt mũi mà nói à ngươi còn có mặt mũi mà nói à hễ cô có cái gì phụ hoàng chắc chắn cũng nghĩ cách cho ngươi một phần phạm sai lầm như nhau nhưng trước giờ phụ hoàng đều xử phạt ta thật nặng còn ngươi thì nhẹ nhàng bỏ qua trong mắt ngươi e rằng đang nóng lòng muốn cô sớm ngày nhường ngôi cho ngươi. Hoàng huynh, tam đệ, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hoàng huynh, đừng động tay đừng động tay, nếu đệ ấy bị thương, phụ hoàng chắc chắc sẽ nổi trận lôi đình. Tam đệ, quân thần khác biệt mà. Tam đệ. Tín vương gấp đến độ khuyên rồi lại khuyên, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn thái tử và tương vương không ai nhường ai lao vào choảng nhau còn người đường quân giao sâu thẳm đam chiêu nhìn tín vương đang gấp đến độ xoay vòng vòng tín vương này thật ra cũng có chút thú vị câu nào câu nấy nói ra hệt như đang khuyên giải nhưng mỗi câu nói đều có thể dễ dàng tiếp thêm lửa cho hai người đó thật không ngờ trong nhiều hoàng tử lại có một người thú vị như vậy nàng ẩn mình không chút dấu vết nhìn thị vệ đông cung cách đó không xa sau khi nghe thấy tiếng động thì vội vàng chạy tới bất kể thế nào cũng kéo bằng được hai huynh đệ đang bị lửa giận chiếm mất lý trí này ra. Sau đó nàng lại nhìn thấy một văn sĩ trung niên ở bên cạnh thái tử nói vài câu gì đó, ánh mắt thái tử chừng tương vương với vẻ dữ tợn, bấy giờ mới dẫn theo người của hắn vội vã rời đi. Nàng trồng hai tay đặt lên bụng, nhìn về phía thái tử vội vàng rời đi, hai ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve. Huynh cũng nghe thấy rồi đấy, từ lúc bắt đầu trong lòng hắn đã khẳng định đây là tội của đệ, nhận định tất cả mọi việc đều là đệ đang tính kế hắn. May mà không đưa thứ kia cho hắn, nếu không hắn vẫn sẽ cho rằng đệ trột giả. Tường vương nhổ một ngụm nước bọt, móc từ trong ngực ra một vật sau đó ném thật mặt xuống đất. Chỉ nghe một tiếng, cạch, vang lên, đường quân dao nhìn sang thì thấy hình như là chạm ngọc. Gần đây mẫu hầu phượng thể đau ốm, nếu người biết các ngươi lại cãi nhau sẽ làm bệnh tình của người thêm trầm trọng. Chẳng qua Hoàng Huynh đang tức giận thôi, huống hồ Huynh ấy cũng là thái tử, đương nhiên người khác phải phục lệnh của Huynh ấy rồi, mà đệ. Để... Ây, thôi thôi, chuyện ngày hôm nay cứ để hôm nào ta đến đông cung khuyên nhủ Huynh ấy. Tín vương thở dài với vẻ mặt bất lực. Huy không được phép đi. Đi đến đấy cũng chỉ bị hắn ấy cáo bẩn thôi. Hắn thích nghĩ thế nào thì nghĩ thế đấy, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, chuyện ta không làm, ai cũng không thể đổ oan cho ta. Tương vương vô cùng tức giận. Dường như tín vương lại khuyên thêm vài câu nữa, chỉ vì cách quá xa nên đường quân giao không thể nghe rõ ràng, thấy hai huynh đệ đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Nàng lại chờ chừng 15 phút, sau khi tin chắc không còn ai khác, lúc này mới nàng mới từ dưới tảng cây phong đi ra, nhặt đồ mà tương vương nện trên đất lên, Quả nhiên đây chính là một viên ngọc thượng hạng được chạm khắc tinh xảo, chất ngọc thuần khiết. Chuyện thái tử yêu thích ngọc, nàng đã nghe ngũ công chúa nói tới, miếng chạm ngọc này là thứ mà tương vương định đưa cho thái tử sao? Nhưng thái tử và tương vương bất hòa đã là chuyện mọi người đều biết. Đời trước cũng là vì bị tương vương từng bước lấn tới nên thái tử mới đi sai bước nhầm nhiều lần, đến nỗi cuối cùng đi đường vòng, mất đi hoàn toàn vị trí thái tử. Còn sau khi thái tử bị phế, tương vương đôn đáo khắp nơi vì ngôi vị thái tử, nhưng mà cuối cùng người được hời lại là dự vương. Còn về tín vương, ánh mắt nàng hơi sao động. Đời trước, sau khi thái tông hoàng đế xác lập dự vương làm tân thái tử, ông đuổi toàn bộ những người còn lại ra khỏi kinh thành, tín vương cũng nằm trong số đó. Đời trước, từ đầu tới đuôi người này chưa từng để lộ ra, cũng không có được lợi ích từ cuộc tranh đoạt của dòng trưởng, cho nên nàng quả thực không có ấn tượng gì với hắn cả. nàng chỉ biết thân mẫu của tín vương là diêu phi, và diêu cũng là một sự tồn tại vô hình trong cung. nói về sủng ai, bà ta không bằng hiền phi; nói về quyền thế lại không bằng quý phi. bà ta có thể thăng lên làm phi hoàn toàn là nhờ vào mẫu bằng từ quý. sao? sao mẫu bằng từ quý? mẹ có vinh hiển là nhờ con trai. Nàng nghĩ một lát, sau đó tìm một chỗ kín đáo, đào một cái hố, sau cùng vùi miếng chạm ngọc bị mẻ một góc trong tay xuống. Khi nàng đang quay về theo đường cũ, mới đi được một đoạn đã bắt gặp gương mặt nôn nóng của Hạ Thiệu Đình. Lúc này Hạ Thiệu Đình cũng phát hiện ra nàng, lập tức đi nhanh về phía nàng, nghiêm mặt quờ. Lúc nãy ta nói thế nào với muội? Ta bảo muội không được đi lung tung cơ mà, muội đã trả lời ta thế nào hả? đây là lần đầu tiên Đường Quân Giao thấy hắn giận dữ với mình như thế, nàng lập tức sững ra, nhưng sau đó nhanh chóng cúi đầu nhận sai. xin lỗi, muội sai rồi, muội không nên tham ngắm phong cảnh mà vô tình đi xa. khuôn mặt Tuấn tú của Hạ Thiệu Đình vẫn kéo căng. muội không có lỗi với ta, nếu như ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, người mà muội có lỗi là cha mẹ của muội, còn có người huynh trưởng đã lén lút đưa muội ra ngoài. Ừ. Ờ? không ngờ vẫn còn rất tức này, thấy sắc mặt của hắn không mảy may dịu đi, đường quân giao có chốt ngoài ý muốn, chồng mắt đảo một vòng, cầm cổ tay áo của hắn lắc nhẹ, giả vờ rụt rè mà len lén liếc hắn một cái rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, đầu cúi gằm xuống, dùng một loại âm điệu mềm mại giống như sắp khóc nói, Muội sai rồi, thật sự không dám nữa đâu, huynh đừng tức giận. Hạ thiệu đình nhìn bàn tay trắng nõn thon thon đang níu chặt lấy cổ tay áo của mình, lại nhìn nàng, đúng lúc bắt gặp nàng cũng đang nhìn trộm mình, hắn nhìn ánh mắt tiểu cô nương nhanh chóng rời đi chỗ khác như con thỏ bị hoảng sợ, cúi đầu khóc dâm dứt và nhận lỗi. Mặc dù hắn đoán được chắc chắn nha đầu hư này đang giả vờ, nhưng nỗi bực tức trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì bất chắc mà thôi bây giờ thấy nàng vẫn ổn, lại cam đoan sẽ không tái phạm, hắn nghĩ cũng không nên làm căng nữa. Được rồi, không được giả vờ khóc. Hắn tức giận chọc thùng lớp ngụy trang của tiểu cô nương. Đường quân dao không chút thẹn thùng khi bị người bóc mẽ, nàng nhìn hắn cười hi hi, nụ cười rạng rỡ tưởng chừng có thể sánh với cảnh sắc tươi đẹp xung quanh. Thế thì Huy không được giận nữa nha. Người ta đã biết lỗi rồi mà với lại muội cũng nhiều lần cam đoan với huynh sẽ không tái phạm nữa. Còn dám nói điều kiện với ta? Hạ thiệu đình chừng nàng, quay người đi. Đường quân giao vội vàng cất bước đi theo, làm nhảm. Không phải nói điều kiện, là sợ huynh tức hỏng người thôi. Tuổi còn trẻ mà luôn thích tức giận sẽ biến thành ông lão rất sớm đấy. Đến lúc đó huynh hối hận cũng đã muộn rồi. Huynh nói xem có phải vậy không? Huynh không muốn sau này mình trông già hơn những người cùng tuổi chứ. Ngộ nhớ tương lai huynh bế nhi tử của mình ra ngoài, người ta còn tưởng hai người là ông cháu thì sao? Những lời như vậy thật sự quá uất nghẹn. Huynh nói xem có phải vậy không? Hạ thiệu đình bất lực dây thái dương. Hắn không ngờ nha đầu hư này lại là một kẻ nói huyên thuyên. Mồm mép liến thoáng của nàng quả thật có thể đè bẹp người khác. Được rồi, được rồi, ta không giận nữa, không giận nữa. Cuối cùng, hắn cũng đầu hàng. Đường quân giao đắc ý. Nàng biết chiêu này dùng tốt nhất mà, đâu chỉ có nữ nhân cương trực sợ đeo bám, rõ ràng nam nhân cương trực cũng sợ nữ nhân đeo bám. Thấy nàng cười lấm lét như con mèo, Hạ Thiệu Đình vừa buồn cười vừa bất lực, bỗng thấy đường Hoài Châu ở phía trước đang hớt hải chạy về đây, hắn lập tức giơ tay về phía hắn. Ở đây. Đường Hoài Châu nghe thấy giọng nói thì xoay người lại, trông thấy muội muội và Hạ Thiệu Đình đang ở cùng nhau thì thở phào nhẹ nhõm. Nha đầu hư thân này, xém nữa làm ta sợ muốn chết. Hắn lau mồ lạnh trên trán và nói với giọng oán trách. Nha đầu, Hoài Chuẩn, hắn là cô nương. Thẩm Húc xương cuối cùng đã nhận ra điều bất thường, hắn nhìn kỹ, gã sai vặt, có dáng đứng huyền truyền, cuối cùng cũng bừng tỉnh giấc mộng chả trách vừa nãy hai người này lại cuống cuồng muốn ra ngoài đi tìm người như vậy. Hóa ra hắn chính là tiểu cô nương, xem ra cô nương này nhất định là bảo muội của Hoài Chuẩn, là nữ nhi duy nhất của đường Thượng Thư. Đường quân giao thoải mái để mặc hắn đánh giá mình, sau đó nàng quay ra nói với huynh trưởng vài câu êm ái, cuối cùng cũng làm nguôi ngoai sự tức giận của hắn. Du khách đến đây thưởng phong càng ngày càng nhiều, đường hoài châu cũng không muốn mặt sưng mày xỉa với muội muội ở bên ngoài chỉ đành che chở bên cạnh tiểu cô nương mấy người bước chậm trong rừng phong thưởng thức phong cảnh mỹ lệ khiến người ta say lòng này đằng trước có phải đường công tử và hạ tướng quân không chợt phía sau mấy người có giọng nói của nữ tử vang lên đường quân giao nghe tiếng bèn quay đầu lại nhìn không ngờ lại nhìn thấy mấy gương mặt thân quen cách đó không xa gia bình huyện chủ trịnh nhiên Đỗ Hạnh Thường, còn có vài quý nữ thước tha nàng nhìn quen mặt nhưng không nhớ tên, gia bình huyện chủ chính là nữ tử lên tiếng, lúc này nàng ta đang dẫn đầu đám người. Nàng bỗng nhiên nhớ đến những lời ngũ công chúa từng nói với mình, những lời nói về chuyện gia bình huyện chủ và trịnh nghiên đều nhìn chúng hạ thiệu đình. Nghĩ đến đây cả người nàng nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến. Huyện chủ nghiên tỷ tỷ. Nàng đi ra từ phía sau hạ thiệu đình, mỉm cười tiến lên chào hỏi. Gia Bình huyện chủ kịp thời nuốt xuống những lời khiển trách sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng, trách móc. Hóa ra là quân giao muội muội, ta còn tưởng là kẻ to gan lớn mật nào. Trịnh Nhiên cũng nhận ra nàng, hai bên cười chào nhau, những nữ tử còn lại cũng hành lễ với đám hạ thiệu đình. Bởi vì trong lòng đường quân giao coi Gia Bình huyện chủ và Trịnh. Nhiên làm đối thủ, nên nàng vẫn luôn để ý các nàng, phát hiện trịnh. Nhiên quả thật có thoáng đánh mắt nhìn về phía Hạ Thiệu Đình, nhưng gia bình huyện chủ thì chứ lúc hành lễ liếc Hạ Thiệu Đình một cái ra, toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người huynh trường đường Hoài Châu của nàng. Lúc nàng mới vỡ lẽ. Hóa ra gia bình huyện chủ không hề nhìn chúng đình ca, mà là nhìn chúng ca ca ruột của nàng. Hèn gì đợt trước nàng ta bỗng nhiên đối xử nhiệt tình với nàng như vậy. Hóa ra là muốn làm tẩu tẩu của nàng. Chúng ta bị lạc đường, nay đang rất lo. Không nghĩ lại gặp đường công tử ở đây, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nàng nghe thấy giọng nói của gia bình huyện chủ đã được cố ý làm dịu đi, lại nhìn về phía đường Hoài Châu phong độ đường hoàng, vẻ mặt khách khí lại xa cách, hơn nữa còn đang cố tình tránh né gia bình huyện chủ, chợt cảm thấy buồn cười. Đời trước hoa đào của tiểu đường đại nhân tương đối thịnh vượng, đời này có lẽ cũng như thế. Nàng nghiêng đầu nhìn hạ thiệu đình bên cạnh, thì phát hiện ánh mắt của hắn đang dừng trên khuôn mặt dầu dĩ của đỗ hạnh thường, tức khắc tiếng chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên. Chuyện này là thế nào, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ đình ca nhìn chúng đỗ hạnh thường kia? Nàng nhẹ nhàng bước lên, chặn tầm mắt của hắn, cũng chặn đi ánh mắt đang nhìn qua đây của trịnh nhiên. Hạ Thiệu Đình không phát hiện ra ý đồ của nàng, hắn thu lại ánh mắt nhìn Đỗ Hạnh Thường, mày rậm khẽ nhíu, khẽ lắc đầu. Vị Đỗ cô nương này đã hoàn toàn không còn vẻ đơn thuần, không dành thế sự từng có, vẻ nũng nịu nhát gan ngày trước cũng được cởi xuống, trông vẻ u ám và ảm đạm giữa hai hàng lông mày cũng đủ để thấy cuộc sống của nàng trong những ngày qua khá là gian nan, cho nên đến cả tính cách cũng thay đổi. Đỗ Thành Trung kia, Đầu tiên hắn đã hại chết ba người thân chưa sinh ra của mình, bây giờ lại hủy hoại cả nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. "Đình ca, huynh xem chiếc lá phong kia có đẹp không? Có giống hình trái tim không? Huynh giúp ta ngắt xuống được không?" Bỗng nhiên hắn cảm thấy có người đang nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, hắn cúi đầu thì bắt gặp một đôi mắt đen láy long lanh. "Được." Hắn gật đầu, nương theo phương hướng mà tiểu cô nương chỉ, điểm mũi chân cơ thể bỗng nhiên bay lên không, duỗi cánh tay dài ra, ngắt chiếc lá phong giống như hình trái tim mà tiểu cô nương nói. là cái này sao? cho muội. hắn thả chiếc lá phong đỏ au vào lòng bàn tay trắng nõn của đường quân giao, song không chút bất ngờ gặt hái được một nụ cười vừa mọt ngào lại vô cùng rực rỡ, tức khắc hắn đã sáng tỏ thông suốt. sao? sao? nguyên văn, ran cai lang, có nghĩa là rộng mở trong sáng sáng tỏ thông suốt hiểu được vấn đề cũng đúng chuyện của đỗ phủ chẳng liên quan gì tới hắn cả phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn